Màn so tài giữa xứ Wales và Đan Mạch ở trận mở màn vòng 1/8 Euro 2020 hứa hẹn sẽ rất hấp dẫn giữa hai đội bóng ngang tài ngang sức. Đội giành chiến thắng sẽ là những người đầu tiên đặt chân vào vòng tứ kết. Cùng giành quyền góp mặt ở vòng 16 đội với tư cách đội xếp thứ hai ở bảng đấu, nhưng màn trình diễn của xứ Wales và Đan Mạch lại rất khác nhau. Với xứ Wales, ngôi sao Gareth Bale là niềm cảm hứng trong lối chơi và đóng vai trò chủ chốt trong 4 điểm mà đội bóng này có được ở bảng A. Trong khi đó, việc thiếu vắng trụ cột Christian Eriksen do sự cố đột quỵ lại giúp tập thể Đan Mạch chơi đoàn kết và quyết tâm hơn. Thắng lợi cảm xúc trước Nga ở lượt đấu cuối giúp những chú lính chì lách qua khe cửa hẹp để đi tiếp vào vòng trong. Tuy nhiên, kể từ vòng 1/8 trở đi, mọi chuyện sẽ còn khó khăn hơn so với xứ Wales và Đan Mạch do khả năng tiến xa của họ không được giới chuyên môn đánh giá cao. Màn so tài của hai đội bóng cân tài cân sức này hứa hẹn sẽ rất căng thẳng và hấp dẫn. Nhận định về trận đấu giữa xứ Wales và Đan Mạch, các chuyên gia của BBC Sport cho rằng Bale và các đồng đội có thể vượt qua Đan Mạch và giành chiếc vé đầu tiên vào chơi vòng tứ kết Euro 2020. Phát biểu trước trận xứ Wales gặp Đan Mạch, trung vệ Christensen của Đan Mạch cho biết: "Thật tiếc khi Đan Mạch không thể tiếp tục được thi đấu trên sân nhà. Chúng tôi hạnh phúc khi được thi đấu dưới sự cổ vũ của khán giả. Tôi và các đồng đội có thể cảm nhận được từng lá cờ và tiếng hò hét trên sân Parken. Điều đó có ý nghĩa rất lớn với chúng tôi." Trong khi đó, tiền đạo Kiefer Moore của xứ Wales cho rằng màn so tài với Đan Mạch sắp tới là trận đấu quan trọng nhất sự nghiệp của mình. "Mọi thứ đang đổ dồn về trận đấu này. Chúng tôi đã nghiên cứu băng hình về Đan Mạch và biết mình cần phải làm gì. Chúng tôi đã nỗ lực tập luyện cả tuần và giờ là lúc để chiến đấu." Xứ Wales đứng thứ hai bảng A sau Italia để đảm bảo vị trí của họ vòng knock-out Euro lần thứ hai liên tiếp. Đây là lần đầu tiên hai đội gặp nhau kể từ năm 2018 khi Đan Mạch giành chiến thắng cả hai lượt trận đối đầu tại UEFA Nations League. Cả 3 trận tại vòng bảng Euro 2020 của xứ Wales đều có không quá 2 bàn thắng được ghi. Trong khi đó, Đan Mạch nhận 4 thẻ vàng tại vòng bảng, trong khi xứ Wales có 5 thẻ vàng và 1 thẻ đỏ. Bên phía xứ Wales, Apamdu nhận án treo giò. Về phía Đan Mạch, Christian Eriksen nghỉ hết mùa giải.